Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến kênh của Quái Lalin. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Thì hôm nay mình nhận được lời mời của anh An Núi Vlog. Chắc là ăn mừng anh bật kiếm tiền đúng không? Đúng rồi, hôm nay kênh anh mới bật kiếm tiền nhé mọi người. Đây, hôm nay chúng ta có món cá suối nhé. Đây, anh đã chiên này. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Đấy. Đấy, thịt này. Đây là canh gì đấy ạ anh? Canh cá ạ? Cá. Cá nấu với cái gì đấy ạ? Nấu ớt. canh nấu ớt nhá. Biết Cói Lalin thích ăn ớt nên là anh nấu ớt. À nhưng mà cái lá gừng à, đúng không? Lá gừng với lại tía tô. Tía tô, vâng. Thôi, đây anh đang luộc rau nha các bạn. Đấy. Cái mặt của anh nhìn nhìn. Okay. Còn chị đây các bạn đã xong món ăn rồi đây. Canh rau cải này, canh cá này, nước chấm không thể thiếu, rau muống xào, cá rán này, đấy, thịt lợn rang nữa này mọi người ạ. Đấy. Giờ mình sẽ giúp anh sắp bát nha. Này, ớt này, các bạn thấy không? Này, về... thơm á. Chào anh này, mình sẽ lấy bát nha. Đây, rồi mình sẽ ăn cơm nha mọi người. Đây, khi có bia nữa này. Đây, ăn núi vlog kia nha mọi người. Đây, món ăn đây mọi người. Ôi, zoom lại món cá suối kìa. Ơi! Bé tên gì đấy? Tên là Đạt. Đạt. Bệnh viện. Có con chiên vào trong này với cô. Ui ui. Sao vậy? Ui. Là... ui. Nó cầm đũa đấy à? Nó... đây, mời các bạn cơm với nhà mình nha. Mời cái này. Đi à? Đây, giờ mình sẽ thử món cá suối nha. Đây, cho mình cái này. Đây mọi người ạ. Đạt sao mấy rồi? Hả? Có đi à? Rất là thơm nha mọi người. Ngon lắm luôn ấy. Đâu rồi? Từ lâu lắm rồi em không ăn cà suối đấy. Phải mấy năm rồi. Nay vợ cũng làm video quay lộn. Đang ở nhà ăn. Lúc anh gọi em làm đấy đang ngược thì sấy để mà nấu đấy. Đây hoa chuối rừng ấy. Hoa chuối rừng. Đây hoa chuối. Quay xong. Nó qua chứa rừng là hơi ngon. Chứa rừng nó ngon. Giờ sẽ thử canh cá nha các bạn. Định bảo cái buồng này ngâm rượu mà chẳng chẳng làm gì rẻ. Đến rồi. Đến rồi nha. Đang đến. Đang đến rồi. Nên là nhàm. Bao nhiêu nhàm mổ? Cái mổ thôi. Nhà anh bị hết à? Đây các bạn, đây là cá, canh cá nha mọi người. Đấy. Hình như là cái ngày xưa là cứ đợi gọi tên là nhọ ra chứ. Ui nó chấm vào đấy. Đây, đây đổi bát đi, đổi bát đi. Đổi bát này cho ra đây cho nó chấm đi. Đây con chấm ở đây. Sắp đánh mấy đằng rồi. Ui đây này. Anh Thành này nó chấm mút này, nó chấm cho nó mút mà. Đấy nó mút. Này là con này. Đây, vợ tôi đây, vợ săn lùng người già ấy, da đỏ. Này. Ít tuổi mà, thì năm 2000. Ừ. Cái thằng mà nó làm được thì đấy là nhiều ác nó để đã ăn nó nở hoa.